Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là một cái ruộng dưa hấu rất lớn các bạn. Hơn 3 hecta, tức là hơn 30 công. Được phủ màng phủ công nghiệp. Rất là đẹp các bạn nha. Và hôm nay giải trí miền Tây chia sẻ với các bạn về cái cách phủ màng phủ như thế nào tốt nhất ở thời điểm mưa bão này các bạn nha. Cũng như thường lệ, các bạn xem video hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Các bạn thấy ở đầu dòng ha, màng phủ được ghim rất cẩn thận như thế này, chắc chắn. Và có dây ràng như thế này các bạn. Dịch rất là cẩn thận như thế này, dịch sát xuống. Thì trước khi chúng ta kéo màng phủ, đầu tiên là xử lý đất các bạn nha. Đất thì được chúng ta ở đây thì rải phân chuồng đấy các bạn, tức là bón lót á. Bón lót thì có hai dạng, chúng ta có thể bón phân chuồng hoặc là phân hóa học. Ở đây thì người ta bón phân chuồng các bạn nha. Phân chuồng thì tốt hơn so với phân hóa học, bởi nó không làm chai đất, cũng như là cái dinh dưỡng của nó ổn định hơn. Mình xử lý đất xong thì các bạn có thể bón vôi để cân bằng cái lượng pH, làm cỏ sạch như thế này và bón phân chuồng. Xong rồi chúng ta mới đến giai đoạn là kéo màng phủ. Màng phủ thì được bán rất nhiều ở những cái tiệm nông nghiệp. Đây các bạn thấy cây sắt nè. Mỗi một đoạn khoảng 4m, 3m chúng ta phải ghim một cái cây sắt xuống như thế này các bạn. Đó, cây sắt thì chúng ta phải bắt con ốc rất là kỹ vô để ghim cái đầu dây xuống. Các bạn thấy cái dây này cũng bán ở tiệm vật tư nông nghiệp ha. Và rất là dai, rất là chắc. Khoảng 3m, 4m chúng ta ghim một cái đầu cây sắt xuống như vậy để cái màng phủ nó không bay. Bởi mùa này thì mưa bão rất nhiều các bạn. Chúng ta làm không cẩn thận thì màng phủ chúng ta nó sẽ bị tóc lên, nó hư hại cây trồng của chúng ta các bạn nha. Và cái này là trồng dưa hấu đây các bạn, 4 tấc một lỗ, cứ được khoét bằng cái cây khoét công nghiệp đó các bạn. 4 tấc chúng ta khoét một lỗ như thế này để chúng ta trồng dưa hấu các bạn nha. Ở mé nước các bạn nhìn thấy ha, phủ sâu xuống mé nước như thế và rất là kỹ như thế này các bạn. Chỗ nào cũng phải đóng một cái cây xuống như thế này. Và cái cây này có thể chúng ta bắt bằng ốc để định cái dây ha, hoặc là chúng ta hàng trực tiếp vào như thế này để chúng ta định cái dây. Làm rất bài bản các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta trồng xuống rồi mà lỡ gió nó có chốc á các bạn, bão mà nó có bay đó, thì nó chết luôn cây trồng của chúng ta nha. Chính vì thế chúng ta phải đầu tư cho rất là cẩn thận. Đây, ở mí nước thì các bạn phải ghim bằng cây ghim như thế này. Đó, ghim dài hết. Chúng ta có cái cây ghim vậy ha, và ghim nó xuống, ghim chắc vào
Thứ nhất là chúng ta ghim như vậy không bị bay. Thứ hai là cái cỏ dại đó các bạn, nó không có mọc lên được ha. Làm cỏ rất là sạch sẽ, tiêu diệt ốc hoặc là sâu bọ trước khi chúng ta phủ màng phủ luôn các bạn nha. Khi chúng ta trồng xuống thì những cái con vật nó phá hoại nó không còn. Đây các bạn thấy rất là sạch, một cái cánh đồng rất là sạch, rất là đẹp như thế này. Hơn 3 hectare nhưng được phủ rất là cẩn thận tất cả để xuống dưa các bạn nha. Mùa mưa thì chúng ta đầu tư thì phải rất là cẩn thận như vậy các bạn. Không giống như mùa nắng hoặc là cái lúc thời tiết bình thường. Ở giai đoạn cái thời tiết nó hơi khắc nghiệt, tuy rằng chúng ta đầu tư bỏ vốn vào rất là nhiều các bạn nha. Đây các bạn thấy nè, từng cái ghim, từng cái đường dây đâu ra đó các bạn. Chúng ta không thấy cái sự sai biệt các bạn nha. Gọi là ngay hàng thẳng lối các bạn. Dây ghim được ghim rất là cẩn thận, cây gài đóng cũng rất là ngay ngắn. Đây là cái máy để bơm nước ra các bạn nha. Bởi vì mùa mưa bão này thì cái máy bơm nước này rất là hữu ích, phải giữ nước 24/24 các bạn. Chúng ta không được lơ là, bởi vì hoa màu nếu các bạn để ngập nước một ngày các bạn, từ sáng tới chiều thôi, thì rễ có thể ngập úng hết rồi. Và vụ mùa của chúng ta coi như thất bại hoàn toàn, lỗ nặng. Mà nếu diện tích của chúng ta ít thì cái vốn ít, còn đầu tư một cái khu ruộng như thế này rất là lớn các bạn, và bỏ vào đây thì một cái số tiền cũng rất là khủng để đầu tư, cho nên không thể lơ là. Thì hôm nay Giải Trí Miền Tây chia sẻ với các bạn về cái cách mà kéo màng phủ ở một cái ruộng dưa hơn 3.000 hectare rất là lớn như vậy, để chúng ta có cái trải nghiệm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Bye bye các bạn.